Thưa quý khán giả, Hiệp hội thủy sản Việt Nam cho biết, thời điểm này thì các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường nhập khẩu các loại tôm sú để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Và không chỉ thủy hải sản, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản được dự báo là ăn Tết lớn, vì thị trường nước láng giềng hút hàng dịp Tết, tình hình thông quan tại các cửa khẩu thông suốt. Nhiều loại trái cây nông sản đang tăng giá mạnh thời điểm cận tích nguyên đáng. Ví dụ tại thủ phủ Thanh Long Bình Thuận, giá thanh long ruột trắng loại 1 có giá 13.000 đến 15.000 đồng một ký, thanh long ruột đỏ có giá 35.000 đến 37.000 đồng một ký. So với cách đây một tháng, giá thanh long đã tăng gấp 2 thậm chí gấp 3 lần. Giá thanh long nhích lên từng ngày là do nguồn cung hạn chế trong khi cận Tết, nhu cầu tiêu thụ của nhiều thị trường, đặc biệt thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Ngoài thanh long, sầu riêng cũng là mặt hàng ghi nhận nhu cầu tăng cao tại thị trường Trung Quốc. Giá sầu riêng tại các vườn cũng đang ở mức đến 120.000 đồng một ký, tăng khoảng 3 lần so với 3 tháng trước.